Theo dự kiến, tháng 11 năm 2016, tại Hà Nội sẽ diễn ra Hội chợ đặc sản vùng miền Việt Nam 2016. Để chuẩn bị cho sự kiện này, Ban chỉ đạo chương trình đã có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Nam, tỉnh Quảng Ninh và các tỉnh thành trong cả nước để tuyển chọn các sản phẩm đặc sản vùng miền tham gia hội chợ. Năm nay là năm thứ 3 Hội chợ đặc sản vùng miền được tổ chức. Các tỉnh, thành phố sẽ tham gia trưng bày giới thiệu những sản phẩm đặc trưng của cả 3 vùng miền, gồm các sản phẩm thủy hải sản chế biến, chè, cà phê, hoa quả tươi, đồ uống, v.v. Hội chợ cũng là một trong những hoạt động hưởng ứng của vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Trong thời gian diễn ra hội chợ sẽ có các cuộc hội thảo nhằm tìm hướng đi cho nông sản Việt Nam, các giải pháp xây dựng và phát triển thương hiệu cho đặc sản vùng miền và lễ ký kết hợp tác giao thương giữa các doanh nghiệp với các siêu thị, trung tâm thương mại, hệ thống phân phối bán lẻ, nhà hàng, khách sạn trên địa bàn Hà Nội.